Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sullivan Hàng Nhật Âu. Xin giới thiệu cho mọi người em Citizen. Phải nói là em này thì mình nhìn đập vào mắt thì đối với cá nhân em thì em thấy hơi vintage một chút, hơi cổ điển. Không hiểu vì sao mà có cái cảm giác vậy. Tuy là mặt số cũng như là những cái mặt số bình thường, số nổi. Ở phần bên ngoài này thì người ta làm hơi khác hơn so với những cái đồng hồ trước. Đó là nó làm phần nổi ở bên trên này. Những cái tia kim phút thì làm nổi hẳn lên. Và đặc biệt là em này kính mo rồi nhá, kính cong này, quay ngang thì mọi người sẽ rõ hơn. Từ màu sắc cho đến cái chất liệu là mình liên em cảm giác như là cái này phải trưng ở những cái không gian nào nó hơi trầm mặc hay là hơi cổ một chút thì sẽ hợp hơn. Nền đỏ. Cái này là họa tiết ngoài là đỏ, còn nền là nền vàng. Máy transistor được sản xuất tại Nhật. Máy transistor là dòng máy bán cơ cũng khá là lâu đời rồi. Em này cũng hơi cổ kính một chút rồi. Kim trôi. Kích thước 29x29. Size cũng xinh xinh, không quá to, không quá nhỏ. Mã là 867. Mọi người mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ Citizen này thì có thể tham khảo qua cái group Sonaban ở Nhật hoặc là truy cập web hangjabang.vn, đồng hồ xưa.vn với mã là 867. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.